Chà, cũng là đẹp đấy, cũng là đẹp đấy anh em ơi. Ok anh em ạ, hôm trước livestream thì nó bị mất cái mạng nên là không lắp được cho anh em một bộ máy cực kỳ là cháy đầu xuân năm mới này. Thì tất nhiên rồi, xuân năm mới thì vạn sự như ý, tỷ sự như mơ đúng không? Chuyện cho bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc. Chúng ta phải build một bộ máy thật là xịn sò. Và bộ máy này sẽ có mức giá là trên 100 triệu một chút. Cái bộ máy này ấy, thì nhìn trông có vẻ cũ thôi nhưng nó có khá nhiều thứ mới đấy anh em ạ. Chiếc cạc này là chiếc cạc mới này, chiếc nguồn này là chiếc nguồn mới này. Và chúng ta sẽ có một chiếc vỏ cây cực kỳ là mới, mới ra mắt gần đây nữa. Bây giờ hãy cùng mình build bộ máy này nhá. Rồi, nói bắt đầu về chiếc main đi. Đây là một em main cũng có mức giá khá rẻ, hình như là 6 triệu hay 7 triệu rồi đấy. Em này thì sẽ có là 14+1+1 Power Phase, PCIe Gen 4, Gen 5 gì đấy, X16, USB 3 2.0 2.2 này, Wi-Fi này, xong rồi audio này, rồi khiên đi kèm này, và Dragon M2 LAN, các thứ kiểu. Em này thì có vẻ nhìn trông như thế thôi, nhưng mà thực ra thì cái vẻ ngoài của nó cũng không được gọi là sang chảnh 100% lắm. Nếu mà anh em nào muốn thực sự bộ máy full màu trắng ấy thì anh em sẽ nhìn vào dòng Prime hoặc là Strix Advance của Asus ấy. Mấy con đấy thì đẹp hơn khá là nhiều. Còn em này thì cái tông của nó sẽ là theo kiểu là màu xám anh em ạ, xám đen. Xám đen thì hơn là một cái màu trắng đen. Trên này thì sẽ có vẫn đầy đủ thôi. Và cái điểm đặc biệt ý là em này sẽ vẫn sử dụng DDR4 anh em nhé. Tức là mức giá tiền của RAM khá là rẻ. Đồng thời chúng ta sẽ còn có cả hình như là theo như cái quảng cáo này để sẽ có RGB ở xung quanh khu vực ASRock này nữa. Đấy, khu vực ASRock này. Em này thì 14+1+1 thì chắc chắn là sẽ cân được i9 rồi. Tí nữa mình xem là mức nhiệt độ như nào nhá. Cái cân được thì cân được thôi, nhưng mà nhiệt độ VRM với cái tản nhiệt VRM ấy là như nào thì rất ít ai để ý tới đấy anh em ạ. Nói về CPU, chúng ta không thể nào bỏ lỡ được một chiếc CPU mạnh nhất bây giờ, đó chính là chiếc i9-13900K. Nhưng mà mình đang có đây là KF anh em nhé. Con này chỉ là con KF thôi, tại vì chúng mình hết hàng sample K rồi. Em KF thì hiệu năng vẫn tương tự với cả K thôi, nhưng mỗi tội là sẽ bị cắt giảm mất eGPU UHD 770 hay là 790 hay là 8 thôi. Nói chung là UHD không quan trọng, quan trọng là có cả onboard để dùng khi mà không có main, khi mà không có cảm hình thôi. Còn nếu mà anh em có cảm hình rồi ấy, thì mua cái này cũng được. Nhưng mà với bản thân mình ấy, thì mình nghĩ rằng là anh em nên mua cái phiên bản có cả màn hình. Bởi vì là một chiếc CPU mười mấy triệu này, thêm khoảng tầm 700 nghìn để mua cả onboard nữa thì cũng chẳng vấn đề gì đâu đúng không anh em nhỉ? Đây, gọi là mở bánh này, nếm kem này, đút vào này. Đấy, tạch phát là xong. Là gắn xong rồi, rất là đơn giản. Nhớ cất cái này đi nhá, bảo hành gần đấy. Rồi, đóng gói này. Như mình đã nói thì chiếc main này sẽ sử dụng DDR4, thế nên là mình sẽ sử dụng một kit cực kỳ là hot trong thời điểm hiện tại luôn. Đó chính là kit ghế tình yêu của Kingston. Đây là một cái kit mới, sẽ có card latency là 16 anh em ạ, và đây là 3200. Em cái bộ đôi này thì sẽ cho tổng cộng cho chúng ta là đây là một kit 16 nhân 2 là 32, tức là sẽ có tổng là 32 GB. Đấy, gắn thì cũng đơn giản thôi. Cái gắn DDR4 dễ hơn nhiều DDR5 anh em ạ. DDR5 kiểu nó cứ ở giữa ấy, DDR4 thì lệch hẳn sang một bên. Đấy, gắn vô à. Cũng phải ướm một chút. Rồi. Đấy, đơn giản mà. Công nhận là cái kit Fury này trông đẹp thật. Cái chính là cái mặt tản nhiệt của nó ấy, nó đã được gọi là theo như kiểu là sandblasted ấy, tức là nó nhám nhám ấy, sờ rất là thích, rất là sướng. Và nhìn trông thì cực kỳ là đều luôn. Mình đánh giá cao cái dòng Fury Beast cái tình yêu này về cái vẻ ngoài nhá, còn hiệu năng này chưa nói. Thực ra thì cái hiệu năng chênh lệch giữa các con RAM ấy nó không nhiều lắm đâu, chỉ là 1-2 FPS thôi. Nhưng mà anh em vẫn nên mua cái kit mà chuẩn nhất cho bộ máy của mình. Rồi, và thứ cuối cùng trước khi ra di chuyển sang bước tiếp theo, đó chính là ổ cứng. Thì mình sẽ vẫn sử dụng đó chính là chiếc WD Black SN850. Chiếc ổ cứng này thì là một chiếc ổ cứng Gen 4, rất là phù hợp với cả chiếc main của chúng ta. Đồng thời nữa nhá, là nó là WD Black, con này là 850 mà, nên là hiệu năng của nó cực kỳ là cao về chiếu Windows, về cả load game nữa. Em này thì đã được đầy đủ tất cả loại game rồi. Nếu mà để gắn ấy, thì mình sẽ gắn vào khe đầu tiên nhá, để cho đảm bảo là băng thông tới CPU. Thực ra thì cái vị trí gắn nó không quan trọng lắm, đặc biệt là với cả chiếc Z790 này, bởi vì tất cả các khe của nó theo như mình biết như đều là Gen 4 thì phải. Hình như còn có cả Gen 5 nữa, nhưng mà Gen 5 hình như là chỉ cho cái PCIe thôi. Nói chung là Gen 4, Gen 5 thì nó cũng chưa có SSD Gen 5. Nhưng mà nói chung anh em cứ gắn ở trên cao nhất này, bởi vì như thế nó sẽ đảm bảo băng thông
tốt nhất, đúng không? Nó sẽ ưu tiên băng thấm nhất, bởi vì những cái khe dưới nó hay bị chia lắm. Thôi anh em cứ gắn lên trên. À không, cái này may quá, cái này không cần phải gắn ốc điếc gì cả. Nói thật đấy, bây giờ mình nói thật với anh em nhá. Có những lý do tại sao rất nhiều anh em vẫn mua main của Asus. Thứ nhất là cái công nghệ của họ đều được làm rất là tốt, vẻ ngoài họ nhìn trông rất là khủng và cái branding của họ cũng được marketing lớn. Đồng thời nó cũng sẽ có những thứ hay ho, ví dụ như là mở PCIe này, khóa quick release của SSD vân vân này. Và nếu như mình gắn ở khe dưới này thì mình sẽ phải bắt buộc phải dùng ốc. Đấy, nhưng mà con này thì không, may quá trên này nó cái tấm này nó tự động đỡ nên là mình không cần phải dùng ốc gì hết. Rồi, vậy là đã xong xuôi về mặt trước của chiếc máy tính, đúng không? Mình sẽ sử dụng một chiếc tản nhiệt nước, thế nên là mình sẽ không cần phải gắn tản nhiệt khí vào. Cái vỏ cây mình sử dụng đây thì mình tin là nó sẽ có cái phần chống đằng sau để mình gắn vào, hy vọng là thế. Hay là cứ gắn vào nhỉ? Thôi thì mình cứ gắn vào đi, cho nó chắc chắn. Rồi, thì mình đã sử dụng chiếc tản, đây là chiếc tản Zoom Turbo. Chiếc tản Zoom Turbo này thì nó cũng là một chiếc tản nhiệt tập trung thôi. Xem là nó có cân được 13.000 cao nhá. Hộp phụ kiện của em này thì có 0.007 là rõ. Rồi. Đây là 0.000 đây, nó sẽ có đầy đủ cho cả tất cả các ba loại luôn. 1151 này, 1150 này, và 12.000 với cả 17.000. À 17 nhá. 12 17. Phải gắn ốc, gắn đỡ và gắn mọi thứ ok luôn. Giờ phải gắn thêm mấy cái ốc đỡ rồi nữa, tại vì nó bắt buộc phải có ốc đỡ chứ không thì gông đổ mất. Đây là chiếc vỏ cây mới toanh của chúng ta. Đây là chiếc NZXT H9 anh em ạ. Chiếc vỏ cây này thì là một chiếc vỏ cây mới ra mắt của NZXT. Thực ra thì nó cũng phải được một tháng hay bao nhiêu tháng rồi ấy, nhưng mà cũng là mới tại Hacom chúng mình. Em vỏ cây này thì có một thiết kế rất là quen thuộc anh em nhá. Đợi tí mình mở ra là anh em biết ngay đấy. Rồi, nếu mà anh em nhìn ấy thì anh em có thấy giống không anh em? Giống y hệt con O11 Dynamic anh em ạ. Và đúng hơn với kiểu thị trường bây giờ ấy, thị trường thế giới bây giờ ấy, thì con này giống với cả con HI60. Đấy, cũng là hai mặt kính nhìn trông rất là liền nhau. Còn về base thì nó đều là base của con O11 Dynamic hết. Cái phiên bản này thì là phiên bản H9 Flow, tức là nó sẽ có các lỗ ở khắp nơi luôn. Này, ở trên này, ở dưới này, ở hông này. Còn phiên bản không Flow thì như là cái mặt sau này là nó sẽ một tấm nguyên thì phải, theo mình nhớ được như thế. Thì em này sẽ gắn được rất nhiều các loại main, rất nhiều các loại đồ. Và có thể gắn được tổng cộng là 1 RAT 360 này, 2 RAT 360 này và 3 RAT 360 cơ. Gắn được rất nhiều. Thế nên đây là một cái vỏ cây cực kỳ hợp lý để cho vấn đề inner custom. Đấy, nhưng mà O11 thì cũng đi được custom cháy đúng không? Bây giờ mình thử lắp con này xem nào nhá. Kính này sẽ vẫn mở theo cái kiểu là bật ở trên xong rồi mở ra. Đằng sau này cũng thế. Đấy, và những cái ngôn ngữ thiết kế của O11 Dynamic nó đã hiện lộ rõ này. O11 Dynamic cũng sẽ có một cái thanh ở giữa đây. Đấy, tất nhiên là đây theo cái tức là thế nào nhỉ? Nó theo cái kiểu gọi là copy để hoàn thiện hơn ấy. Thì đây, cái khu vực này là khu vực ở giữa. Hãy bỏ những cái ốc này ra để gỡ này. Và cái khu vực này thì thường anh em sẽ gắn kiểu SSD ở đằng sau nhá, và nó sẽ có khe để anh em gắn vào, cũng khá là tiện lợi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thể để được, đó chính là ổ cứng này. Đây là ổ đây nâng lên để gỡ này, ổ cứng này. Còn nguồn thì sẽ chỉ gắn ở trên này thôi nhá. Tức là O11 Dynamic thì họ sẽ cho phép cho anh em được là chọn nguồn để dưới hoặc nguồn để trên, hoặc là có thể vứt luôn cả cái khối đi cũng được. Cái cục này thì cũng cho phép nhưng nó không hở ở đằng sau ở đây để anh em gắn cái gì thêm vào cả. Tức là không thể gắn nguồn đây được mà bắt buộc nguồn là phải ở trên này anh em ạ. Rồi, vậy thì có những gì diệu kỳ ở trong chiếc vỏ cây này? Đầu tiên thì như trong O11 Dynamic thì cái tấm này nó sẽ phải gỡ ra đúng không? Nó phải bật ra, nhưng cái này thì nó sẽ là cửa anh em ạ. Đấy, nó là cửa và nó sẽ có 500 để hút vào. Hút đi. Nó dính như thế. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái khối này đúng không? Và cái khối này có thể gỡ ra được bằng tay. Tức là anh em có thể gỡ cả khối ra, gắn rát, gắn rủng, gắn quạt, gắn kiếc, rồi cắm những con khác vào, rồi cài vào phát luôn. Thế là xong rồi. Cái này mình rất là thích thiết kế đấy. Và cái lỗ này thì có thể gỡ ra được. Đấy, gỡ ra cái khối này nếu mà anh em không muốn dùng và giảm cái khối lượng, cái dung lượng của vỏ cây chúng ta.
thì mình nghĩ rằng đa số anh em bây giờ không dùng HDD nữa thì có thể bỏ này ra và cất vào trong hộp. Thì bây giờ mình sẽ gỡ này ra, bởi vì tí nữa mình sẽ gắn RAT lên trên này nữa, gắn cái RAT của con tản nhiệt nước ấy lên trên này, thì mình cứ gỡ ra nhá. Thì rồi, xong tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em những cái điều hay ho nữa ở đằng trước. Đằng trước thì có những gì hay ho? Câu trả lời nhá. Thì H9 sẽ vẫn có những cái ngôn ngữ thiết kế của dòng NZT. Tức là chúng ta sẽ có một cái khối này, nếu anh em mua những vỏ cây NZT anh em sẽ biết là NZT rất là hay có cái che dây kiểu này. Nhưng cái vỏ cây này đã được gọi là thông suốt hơn, suy nghĩ kín, đẳng cấp hơn so với cả một chiếc O11 Dynamic. Tức là nếu mà anh em gắn lên vào đây đúng không, thì cái dây nó sẽ đi vòng xuống đây này và được cái khối này che, nó sẽ không bị xấu như là ở trong O11 Dynamic. O11 Dynamic nó sẽ có rất là to, nó rất là rộng, nó rất là nhiều lỗ, nhưng mà nó không che mất những cái dây đi cho anh em, và cái khối này nhìn trông rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Tất nhiên như thế chúng ta sẽ phải hy sinh một vài thứ, cái tính theo kiểu gọi là tùy chỉnh được ấy. Anh em phải biết là ví dụ như con O11 Dynamic Mini ấy, mấy con đấy tùy chỉnh cực kỳ là thích luôn. Và cái tấm kính này trước này thì cho anh em thấy có vẻ như là không gỡ được anh em ạ. Cái tấm kính này không gỡ được và sẽ chỉ ở đây thuần thôi. Còn ví dụ như là O11 Dynamic còn bật lên được cơ. Xong rồi anh em gắn các thứ vào xong rồi anh em đóng vào. Con này thì không nhá. Nhưng bây giờ thử gắn cái main của mình vào và xem như nào nhá. Theo như mình thấy ở đây anh em ạ thì có vẻ như là cái tấm kính này có gỡ được. Nhưng mà cái mục đích đầu tiên của nó không phải là để gỡ. Tức là nó sẽ vẫn có những cái ốc nhỏ nhỏ đây để anh em tháo ra. Nhưng mà tức là đấy là cái option của anh em thôi chứ không phải là cái mục tiêu mà NZT muốn marketing. Và chúng ta còn có thể gỡ được cái tấm trên này nữa, nhưng mình đã gỡ ra này và nó có thể gỡ được cả cái tấm RAT này ra thì phải. Cái gì đang giữ nó lại không mà sao nó cứng thế? À đây, đấy có thể gỡ tấm RAT ra và gắn ốc vào. Khá là tiện lợi. Ở RAT này thì gắn được có vẻ như là 2 quạt hay là 3 quạt 140 ấy, để anh em có thể gắn vào cho chúng ta. Ừ, 3 quạt 140. Đấy. Nói chung là cũng khá là modular, giống như kiểu chiếc O11 Dynamic. Và mình thích cái sự modular đấy. Tức là càng dễ dàng tháo ra thì càng dễ dàng anh em lắp vào. Đó. Và càng nhiều lựa chọn cho anh em lắp hơn. Bây giờ thì mình cho main vào nhá. Nếu mà nói thì thực sự mình lắp cái này, mình lắp mấy cái ốc xong, mình nhìn qua một chút thì mình có thể để ý là cái sự lắp đặt của nó cũng đã được thông suốt khá là nhiều. Nếu mà anh em dùng dây nguồn RGB đúng không, của Liên Ly ấy, thì anh em vẫn có thể nhìn thấy nó từ đằng trước. Nó sẽ đi qua cái ô kính này. Đấy, nhìn trông qua cái ô kính này. Nếu mà anh em đi dây thì mọi thứ đều có các lỗ đi dây riêng của nó và đúng hàng với cả kích cỡ ATX anh em nhá. Kích cỡ ATX nhá, chứ không phải là kích cỡ EATX nhá. EATX thì phải gỡ hẳn cái tấm này ra để có thể đút vào. Đồng thời nữa, cái khu vực ở bên dưới này, nếu mà anh em để ý này, khu vực ở bên dưới này sẽ hở hẳn ra riêng để cho cái khu vực đi dây của mainboard. Đấy, rất là đẹp đẽ. Ví dụ như là của O11 ý, thì nó sẽ có đúng một cái lỗ to đấy thôi. Tức là nếu mà dây mà có bị dài quá thì anh em phải luồn lên cả lên đúng không? Dây dài rất là khó chịu. Nó sẽ có một lỗ riêng cho main và một lỗ riêng cho RAT rủng cái kiểu quạt kiếc ở đây này. Rất là hợp lý. Thực sự mà nói thì mình cảm thấy rằng là tuy đây chỉ là một cái sản phẩm cùng form với cả O11 Dynamic, nhưng cũng đã có rất nhiều sự cải tiến riêng của nó và khiến cho nó trở thành một chiếc vỏ cây khá là đẹp đẽ. Đây là ý kiến riêng của mình nhá, không phải là hãng nào hãng hùng nào yêu cầu mình nói nhá, đây là ý kiến riêng đấy nhá. Không phải là của hãng đâu ấy. Mình thực sự nhìn thấy cái điều đấy khi mà mình lắp cái vỏ cây này. Bây giờ thì mình sẽ lắp tốt nốt những cái dây này nhá. Em vỏ cây này sẽ có tổng cộng là 4 cái quạt đi kèm. Thì mình sẽ gỡ 3 cái quạt này ra để gắn 3 quạt RGB của mình. Còn cái quạt đằng sau này thì mình sẽ vẫn để im và mình sẽ gắn cái dây nó vào phần cây nhá. Ngoài ra thì sẽ còn có hai đầu USB 3.0 hay 3.2 Gen 1 hay 3.2 Gen 2 gì đấy, và thêm cả một đầu USB Type-C, có vẻ như là hai gai. Bây giờ mình thì gắn vào nhá. Lắp cái tản nước lên trên này. Lúc đầu mình để lắp ở đây cơ, nhưng mà lắp tản trên này thì nó hiệu năng tốt hơn, với cả đời sống lâu hơn anh em ạ. Đấy nhá, bây giờ thì cứ thực hiện thôi.
thì mình đã lắp xong một tổng cộng là 6 cái quạt liên ly anh em ạ, 6 quạt liên ly Unifan. Thì mình sẽ đều cho nó, đó chính là thổi hết gió vào trong này để cho vỏ cây chúng ta đó được có đón được những luồng gió mát nhất. Và sẽ cái đường ra như nào? Đường ra sẽ có một đường ở đằng này và một đường ở trên này nữa bằng cái rad 360 của chúng ta đằng kia. Bây giờ thì cùng mình lắp cái rad đấy nhá. Cái rad này thì nó cũng lắp khá là đơn giản thôi, không có gì nhiều chuyện cả. Đã được gắn sẵn gông nghìn rưỡi rồi và cứ thế mà gắn thôi. Đây là cái khung này. Cái khung này thì gắn được chiều này vào và mình muốn là thổi gió lên và mình sẽ cho nó đi như thế này. Đấy, đi như này thì đã đẹp rồi. Như này phát ra lên là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ cố định nó trước vào trong này đã. Vậy thì là rad đã được gắn xong rồi. Bây giờ thì sẽ có một thứ nữa, đó chính là chiếc nguồn. Thì tại sao mình lại nói chiếc nguồn này là chiếc nguồn mới? Nếu mà anh em để ý ở trên cái đây này, trên cái tem logo này, nó sẽ có ghi là PCIe 5.0. Tức là con nguồn này sẽ được đi kèm, tức là đây là phiên bản refresh nhá, được đi kèm với cả dây 12 pin trước. Và chiếc nguồn này thì đã được chứng nhận cái dây 12 pin ấy là dành cho những con cạc 600W luôn. Thế nên là chiếc cạc 4090 của mình đây là hợp lý. Và cũng nói tới chiếc 4090 thì đây là một chiếc 4090 khá mới. Nó là chiếc 4090 Rock Strix nhưng phiên bản màu trắng em nhá. Thì theo như một số thông tin thì có vẻ như là Asus họ sẽ làm phiên bản màu trắng cho cả 4090 này, 4080 này và cả 4070 nữa. Nếu mà anh em nào mà đây là một cái thứ mà mình cũng cảm thấy nó hơi quan ngại một chút, mình không nghĩ rằng là nên recommend cho anh em cái combo này. Bởi vì thứ nhất là anh em mua một con cạc 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu, thêm một con nguồn cũng 5-6 triệu nữa, tự dưng lại phải mua một con nguồn mới để cắm con này, để nó có một cái dây hợp lý hơn là so với cả cái dây chia. Đấy. Thế nên nếu mà anh em vẫn muốn ấy thì anh em vẫn có thể gắn cái bộ cây này với cả một chiếc vỏ với một chiếc như là 3090 3090 thoải mái. Còn thực sự chiếc cà mình này rất xịn, rất khủng, rất ngầu nhưng cũng rất đắt anh em nhá. Thế nên là đây chỉ là để cho đẹp thôi, còn chứ không phải là một cấu hình mình khuyên anh em nên mua. Sẽ cần tổng cộng là bao nhiêu dây đây? Cần 2 dây CPU này, 2 dây CPU. Đây không phải dây CPU, đây là PCIe. 2 dây CPU. Đây, một dây main này. Một dây nguồn 12 pin này. Đấy, 12 pin 600W này, rất là cháy, rất là xịn này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là một dây CPU, 2 dây CPU. Thế này đủ rồi, thế này đủ rồi. Và thêm một dây PCIe nữa. Thêm một dây SATA nữa bởi vì là mình cần SATA. Con hấp của chiếc quạt này thì yêu cầu 2 dây SATA, thế nên là cần một cái dây SATA buộc nguồn. Ok, đầy đủ hai đầu rồi. Xong. Đấy. Công nhận đúng là cái chuẩn mới này nó cũng có lợi thế, nhưng mà thời điểm này chưa phải là thời điểm thích hợp để mua. Bởi vì nó vẫn còn quá đắt, quá cao. Anh em ạ, thế nên là tùy anh em. Xem cái này có gì mới mẻ so với cả con kia nào. Nhìn qua thì có vẻ như là hộp màu trắng không thôi. Mở ra thì vẫn là chiếc cạc. Nhìn trông cũng rất là to, khủng bố.
và được gài rất chắc. Trời đất. Rồi, và bên dưới này thì là phụ kiện. Con cải này thì vẫn rất là to bản như thế, nhưng mũ tọa là màu trắng rồi. Được biến chuyển đổi hóa rồi. Cỡ tất cả các đầu ra. Vẫn rất là dày, vẫn rất là nạc, vẫn rất là cứng cáp. Nhìn trông vẫn rất là khủng bố. Em này thì thiết kế nó năm nay nó hơi gọi là to quá. Theo mình đánh giá là to quá. Ôi. Cài vào phát là xong. Rồi. Đấy, rất là chắc chắn. Anh em ơi, một cái vỏ cây to như này, anh em nhìn đi, xem rằng là cái khoảng cách giữa cái tấm kính cuối cùng với cả cái con cạc nó như nào. Đây là mình thử gắn cái kính vào nhá, xem nào nhá. Nó vẫn quá bé. Rồi, nếu mà anh em để ý ấy, nhìn này, anh em thấy không? Cái khoảng cách giữa tấm kính và cái dây nguồn nó rất là nhỏ, nó rất là bé, nó tí xíu à. Này, sợ nhỉ? Tại vì đã có những cái drama liên quan tới cái việc cháy nổ về cái dây nguồn này rồi. Nó cháy cả cái đầu dây này, cháy lụng luôn, cháy gọi là chiên xù luôn ấy. Thì nói chung là cũng rất là sợ hãi về cái vấn đề này. Các hãng cây, một là bây giờ các hãng cạc phải giảm cạc xuống, hai là các hãng cây phải làm to cây ra. Mình nghĩ là không có ai nghe ai đâu. Và chúng ta cuối cùng là người bị hại là chúng ta thôi. Đây, cắm thử phát biết ngay này. Cái dây này nó có cái những cái dây 12 pin này, tại sao nó cháy? Thì theo như mình biết ấy, thì của Gamer Nexus họ có 3D scan, tức là 3D scan cái này, scan X-ray cái kiểu ấy. Thì biết được rằng là những cái dây này sau một khoảng thời gian nó cắm hoặc là để bẻ cong ngoài ấy, nó sẽ bị quá là nóng và nó chạm vào nhau thì nó nổ thôi, nó cháy, nó chảy thôi. Thì cái vấn đề này, cho Nvidia nhá, chịu nhá. Mà cái đầu dây này cũng cực kỳ là cứng này, anh em nhìn này, cứng cực kỳ luôn. Rất là khó để gắn. Đấy. Cực kỳ là khó luôn chứ không phải rất nhá. Và nếu mà gắn theo một cái độ cong bình thường và độ cong kiểu cảm thấy là an toàn thì nó như này. Nhưng mà như anh em thấy đấy, nó cắt hẳn ra ngoài này. Đấy, sợ chưa? Nói chung là với cái vỏ cây thì mình sẽ không đóng kính. Và mình đã nghĩ rằng là liệu rằng NZT họ có làm một cái vỏ cây to ra về chiều ngang không để chứa, để gọi là đi vừa với cả cái phong thái bây giờ không, tức là những chiếc cạc dài như này, rộng như này. Nhưng mà có vẻ như là không, NZT họ đã lựa chọn là không làm. Và điều này thì khiến cho cái việc lắp máy tính của anh em nó nhiều điều sợ hãi khi mà có thể cháy nổ bất kỳ lúc nào. Tại vì cái chân nó vẫn như thế thôi. Có hai loại sản xuất chân nhá, mình không biết là chân này là Cooler Master lấy, tức là lấy suộc chân tốt hay là chân loại dở. Có loại chân loại dở thì nó dễ cháy hơn, còn loại chân tốt kia thì nó đỡ khó cháy hơn. Và anh em có thể check video của Gamer Nexus ấy. Họ có phân tích rất là kỹ và cái máy nó có thể gọi là hoàn thiện rồi. Thì mình đóng nốt tất cả các tấm đằng sau lại thôi. Mình sẽ không đóng tấm kính nhá, tại vì tấm kính nó quá nguy hiểm nên mình không đóng. Chà. Cũng là đẹp đấy. Cũng là đẹp đấy anh em ơi. Cũng đẹp đấy. Uầy, nhìn trông rất là sáng sủa và đẹp đẽ luôn. RGB ở khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ đầu làng ra đến cuối làng luôn. Rất là đẹp, thực sự rất là đẹp. Ram Fury thì cái bóng LED của nó đã được làm đều hơn rồi. Rất là đẹp này. Quạt này thì không phải bàn cãi rồi nhá. Cái tấm LED của cái con Rockstick này thì trông rất ok. Mình thực sự thích, nhưng mà công nhận nhá. Ví dụ như là mình chấm cái con Rockstick này ở con 4090 bản đen ấy, thì khoảng tầm 7 điểm thì con này được cộng thêm 1 điểm nữa rồi. Bởi vì thực sự cái thiết kế này nó hợp với cả màu trắng hơn là màu đen. Màu đen nó thô kệch quá, còn màu trắng thì nó có gọi là giảm đi cái sự thô kệch đi. Chiếc tản này thì nhìn trông cũng rất là đẹp, cũng thẳng đường giống như kiểu chiếc Ram Fury Beat ấy. Và cái quạt này thì chiếu xuống nhìn trông rất là ok. Đấy, đây là mẫu máy cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, nếu mà anh em muốn mua cái bộ máy này ấy, thì sẽ có cần một vài điều lưu ý như sau. Cái bộ máy này, cái vỏ cây này thì rất là phù hợp để lắp rất là nhiều thứ. Tức là anh em có thể đi nước custom các kiểu này, rất là thoải mái luôn. Thì anh em, nếu mà anh em mua đấy thì nên có ý định là mua nước, đúng không? Còn không thì mua một cái vỏ cây nhỏ hơn, đừng mua vỏ cây to này, nó sẽ rất là tốn diện tích trên bàn. Thứ hai nữa là cái con cạc này, cái vỏ cây này vẫn không hợp lý với những con cạc như này. Dù là mua kể cả OM1 Dynamic XL hay là kể cả H9 Flow hay không Flow thì cái dây này nó vẫn là một cái điều rất là đau đớn của loài người. Và mình thực sự hy vọng rằng có một hãng nào đấy hoặc là có một ai đó ở Việt Nam có thể, thứ nhất là bán đầu 12 pin để ví dụ như là những modder tự có thể custom, hoặc là những ai đó, những cái cơ sở đấy họ tự làm ra những dây 12 pin
nó mềm mại hơn một chút để có thể dễ dàng kéo vào. Ở bên nước ngoài thì có rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì hiện tại để nhập những cái dây đấy về nó khá là đắt, cho nên là hiện tại thì gần như ít người đầu tư. Và những quạt này thì rất là đẹp. Nói chung nếu anh em muốn hứng thú với cả cái cấu hình đấy thì mình sẽ để dưới đường link mô tả nhá. Thực sự mình cảm thấy rằng một chiếc máy tính full trắng như này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Vì nó trắng ấy, nên là khiến cho con mainboard này nó cũng khá là đẹp. Mặc dù nó chỉ là xám đen thôi, nhưng dù gì là gì thì mình vẫn không khuyên anh em mua con mainboard này nhá. Mình vừa nãy mình lắp, mình gặp một cái lỗi cực kỳ là đau đớn luôn, là mình muốn lắp RGB cho con block này, mình không lắp được ở trên này, bởi vì trên này không hề có đầu dây đầu RGB 5V hay 12V gì hết, chỉ có đầu fan thôi. Thế nên là mình vòng xuống dưới này để mình lắp, nó rất là lằng nhằng. Đấy, đấy nhá. Thế thì bộ máy này đẹp thật, nhưng mà cũng có một vài bất cập, anh em check ngay dưới đường link nhá.